gay cấn bầu cử giữa kỳ Mỹ vẫn bất phân thắng bại. Kính thưa quý vị và các bạn, theo hãng tin Reuters và CNN, trong cuộc đua vào Thượng viện, các bang chủ chốt như Nevada và Arizona còn hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm đếm và quá trình này có thể kéo dài nhiều ngày. Hiện, các đảng viên Dân Chủ đương nhiệm đang cố cầm chân các đối thủ ở Đảng Cộng Hòa. Nếu kết quả từ hai bang này chưa nghiêng về phía nào, quyền kiểm soát Thượng viện sẽ phải dựa vào kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 2 tại Georgia. Cuộc đua ở bang Georgia dường như phải bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 6 tháng 12 vì cả hai ứng viên Đảng Dân Chủ là Warnock và Walker đều chưa đạt 50% số phiếu cần thiết để giành chiến thắng. Nếu kiểm soát Thượng viện, Đảng Cộng Hòa sẽ có quyền chặn các ứng viên và Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào các vị trí tư pháp và hành chính. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ hiện đã giành được một chiến thắng quan trọng. Ứng viên Joe Fetterman của Đảng Dân Chủ đã đánh bật được ứng viên của Đảng Cộng Hòa Mehmet Oz khỏi chiếc ghế đang nắm giữ tại Pennsylvania. Tại Hạ viện, Đảng Cộng Hòa đang tiến gần tới việc nắm được 218 ghế cần thiết để giành quyền kiểm soát cơ quan này từ tay Đảng Dân Chủ. Theo dự đoán của Edison Research, đảng của cựu Tổng thống Donald Trump hiện nắm 208 ghế. Tuy nhiên, 23 trong số 53 cuộc đua cạnh tranh nhất vẫn chưa có kết quả, làm tăng triển vọng kết quả cuối cùng khó có thể biết sớm. Ngay cả khi chỉ nắm đa số mỏng manh ở Hạ viện, thì Đảng Cộng Hòa vẫn có thể gây khó khăn cho Tổng thống Joe Biden trong 2 năm nắm quyền tiếp theo của ông, bằng cách chặn các dự luật, khởi động các cuộc điều tra gây tổn hại về mặt chính trị. Ngoài ra, Đảng Cộng Hòa có thể sẽ sử dụng mức trần nợ liên bang làm đòn bẩy để yêu cầu cắt giảm chi tiêu sâu. Họ cũng sẽ tìm cách đặt chính sách giảm thuế cá nhân năm 2017 của cựu Tổng thống Donald Trump thành luật vĩnh viễn và bảo vệ việc cắt giảm thuế doanh nghiệp. Nếu Đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Quốc hội, họ có khả năng sẽ làm tê liệt chương trình nghị sự của ông Biden và cũng có thể chặn viện trợ cho Ukraine. Mặc dù các nhà phân tích cho rằng họ có nhiều khả năng làm chậm hoặc cắt giảm dòng hỗ trợ quốc phòng và kinh tế.